trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettimes, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo. Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Little Saigon TV cùng với nhà văn Trần Phong Vũ, ngồi bìa anh dược sĩ Phạm Khắc Khiêm ngồi cạnh anh Vũ, anh Nguyễn Võ Di Khôi ngồi cạnh tôi và tôi là Lê Minh Nguyên. Đề tài anh em chúng tôi thảo luận ngày hôm nay là sự diễu binh của Việt Nam ngày 2 tháng 9 và Trung Quốc là một ngày sau đó 3 tháng 9. Đây là hai cuộc diễu binh rầm rộ từ Cộng sản gọi là hoành tráng, chi phí rất lớn. Chúng ta nhìn thấy gì qua hai cuộc diễu binh này cũng như là những cái ý nghĩa chính trị đằng sau đó? Thì theo cái nhận xét của những cái học giả của bên Úc cũng như của ở Singapore cũng như ở Hoa Kỳ hay là Ấn Độ thì cho thấy rằng là cái cuộc diễu binh của Trung Quốc là nó đưa tới gửi một cái message ra thế giới một cách mâu thuẫn. Một mặt thì muốn nói với cái người dân ở trong nước là ta đây là Trung Quốc ngày nay đã mạnh rồi, đã hùng cường rồi, đã có sức mạnh quân sự như vậy không ai hiếp đáp được. Một mặt thì nói ra ngoài thế giới là chúng tôi trỗi dậy hòa bình, chúng tôi không có đe dọa ai cả. Nhưng mà nói như vậy mà trong khi hành xử thì không như vậy, tức là anh nói anh không đe dọa ai cả nhưng mà anh thật sự là anh lấn lướt người ta ở cái vùng đó. Thì một mặt thứ hai thì như anh Khiêm cũng có nhận xét là họ bây giờ họ lấy được cái kỹ thuật của Nga và họ bắt đầu họ sản xuất những cái vũ khí mà họ đưa ra toàn là vũ khí của họ chế chứ không phải là vũ khí của Nga. Trên đó 200 cái máy bay ở trên trời, trong đó có máy bay không người lái, 500 cái những cái xe tăng là hỏa tiễn ở dưới đất và trên 12.000 quân sĩ. Thì qua cái cuộc gọi là những cái biểu dương này của Trung Quốc thì theo anh Vũ là nó có thuyết phục được cái những cái quốc gia trong vùng, bởi vì như anh thấy là những quốc gia mà tham dự đều là những quốc gia muốn là làm ăn kinh tế với Trung Quốc đang có tiền, kể cả Mỹ Tây Cơ hay là Cuba. Thì nhưng mà đối với quốc gia trong vùng thì theo anh thấy cái tác dụng là tích cực hay là tiêu cực? Thưa anh, thưa quý khán giả, có lẽ trước hết, trước khi trả lời câu hỏi của anh, tôi phải vắn tắt nói thế cái từ mà anh em chúng tôi thì nãy giờ cứ nhắc tới đó. Thì thưa quý vị, cái từ đó là chính cái từ trong nước, dựa vào những bản tin trong nước người ta nói, tức là cái từ mà nói về khí tài đó. Có lẽ quý vị có lẽ cũng có thể mơ hiểu được khí ở đây tức là vũ khí đạn dược, là tất cả những cái cơ giới để mà trưng ra, có nghĩa là muốn nói tới tất cả những cái bên Trung Quốc chẳng hạn thì muốn phô bày tất cả những cái gì mà tiên tiến nhất về mặt vũ khí chiến lược của họ. Thế thì khí tài, cái chữ tài làm cho quý vị chắc là khó hiểu, bởi vì có lẽ người ta muốn dùng chữ tài năng chăng? Cái tài năng để mà có thể chế ra được những cái vũ khí đó. Thế thì dùng ở bên Trung Quốc thì có thể tạm hiểu được, nhưng ở bên Việt Nam thì tôi thấy chẳng có cái nghĩa gì hết. Là bởi vì vũ khí của anh cũng chẳng có sản xuất được, mà về tài năng thì lại càng bê bết nữa. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi muốn được làm sáng tỏ cùng quý khán giả. Về câu hỏi của anh thì thật sự ra thì tôi nghĩ chẳng có thuyết phục được ai đâu. Nhất là những cái quốc gia mà người ta đã hiểu được đến tận căn cái con người và cái chủ trương đường lối chính sách của nước ta. Và những nhân vật như là từ Mao Trạch Đông trở xuống cho nên chúng ta thấy toàn là những chuyện mà phùng mang trợn má lên để mà lúc nào cũng để gồng mình lên để tỏ ra là ta đây là một cái quốc gia đang lên. Mà quả thật đã có những lúc tưởng như là họ đã đang lên. Nhưng mà rồi cuối cùng là khi mà những chuyên gia mà người ta đi sâu vào cái đời sống kinh tế, chính trị của nước Tàu thì người ta giữa lúc này là người ta nhìn nước Tàu bằng một con mắt rất là bi quan. Người ta cho rằng là cái đất nước đó đã đến cái giai đoạn mà có thể nói rằng suy sụp đến nơi rồi. Thành ra cái chuyện mà đưa ra những cái vũ khí để mà hôi hoang này kia thì có lẽ chỉ dọa được những cái người mà không hiểu biết gì thôi.
Còn đối với những quốc gia nói chung thì tôi nghĩ rằng là từ một số những quốc gia thần phục Trung Quốc thì cái thói quen của họ giống như Việt Nam chúng ta đã biết là luôn luôn bốc tất cả những chuyện đó lên. Còn những cái quốc gia tiền tiến thì có, tôi nghĩ rằng là người ta cũng có thể có những cách để đánh giá Trung Quốc. Thưa anh. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Trần Phúc Vũ. Thưa anh Khiêm, thì từ ngày mà Trung Đảng Cộng sản Trung Quốc mà nắm chính quyền 1949 tới giờ, nó chỉ có bốn cái lần diễn binh như thế này thôi. Nhưng mà bốn lần diễn binh đó thì ba lần trước thì để là gọi là để kỷ niệm, gọi là cái ngày thành lập Đảng Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền 1949. Và đây là lần đầu tiên, cái lần thứ tư này là lần đầu tiên mà nó đi lạc ra ngoài cái đề tài đó, tức là đây là kỷ niệm 70 năm ngày đánh bại cái phát xít Nhật, cái quân phiệt Nhật. Tức là đây rõ ràng là cái tựa đề của cái cuộc diễn binh này là nhằm đó là làm, gọi là làm sỉ nhục nước Nhật và làm cho nước Nhật rất là bực bội. Thì anh nghĩ là ông Tập Cận Bình ông khoảng giờ hạ bán cái tháng 9 này, trong tháng 9 này rồi cuối tháng này thì ông sẽ qua Mỹ để gặp ông Obama. Thì anh có nghĩ là cái cuộc diễn binh này là cũng là một cái sự biểu dương sức mạnh trước khi là tạo cái thế cho ông Tập Cận Bình gặp ông Obama không ạ? Chúng ta nhìn vấn đề một cách rõ ràng như thế này, là trong cái kỳ biểu diễn diễn hành này đó, thì chúng ta thấy ngoài ông Tập Cận Bình thì những cái thế hệ đàn anh của ông ấy không có trên đó. Và cái tựa đề cái này á, giống như là chúng ta gọi là chiến thắng Nhật, và ông Tập Cận Bình bây giờ nó giống như là hoàng đế khai sáng ra một cái kỷ nguyên mới để mà tuyên gọi là lên ngôi hoàng đế với bà hoàng hậu xuất hiện trong ngày hôm đó. Cái cuộc diễn binh của Việt Nam ấy thì lại khác một tí, là có những cái người tiền nhiệm của đảng. Điều đó cho thấy rằng cái cuộc diễn hành của Việt Nam ấy, nó có một cái truyền thống, nó có cái truyền thống truyền của từ đảng từ người này sang người nọ, và tới bây giờ sự đánh đấm trong nội bộ thì chúng ta chưa nói vội. Nhưng mà bên Trung Quốc ấy, sau khi mà chúng ta nhìn thấy cái cuộc diễn hành này thì rõ ràng là nó có sự đánh đấm nội bộ thực sự, và những phe phái đàn anh của Tập Cận Bình coi như là bị loại. Đó là cái điểm mà chúng ta nhìn thấy. Và khi bị loại như thế đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là cái trong nội bộ của mình đã ngầm chứa cái mầm mống mà bị phá bỡ cái đảng của mình, cái tổ chức của mình. Cho nên mặc dù tổ chức cái rầm rộ như thế này đó, thì sang Mỹ không làm cho nước của Mỹ và chính phủ Mỹ cảm thấy e ngại một tí nào cả. Bởi vì nước Mỹ cũng như giống chúng ta bên ngoài, chúng ta nhìn thấy rõ ràng là một người mà cái nội tâm không có cái gì cả thì cố gắng biểu diễn thế nào cái bắp thịt gồng lên cho người ta nhìn thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải là bắp thịt, cái điều quan trọng là cái đầu óc có hay không để mà điều khiển. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Khiêm. Khôi có nhận thấy rằng là trong cái cuộc diễn hành 3 tháng 9 của Trung Quốc thì có ông Giang Trạch Dân xuất hiện. Trong cái cuộc diễn hành của Việt Nam ngày 2 tháng 9 thì có những cái ông mà gọi là cựu trào, từ ông Lê Khả Phiêu, ông Lê Đức Anh hay là ông Nông Đức Mạnh, tức là những ông cựu. Và chúng ta cũng thấy rằng là ông Nguyễn Tấn Dũng là cặp nách ông Phùng Quang Thanh, cũng như là ông Nguyễn Bắc Sơn là Bộ trưởng Quốc phòng cũng như Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đi gặp ông Lê Đức Anh. Ông Nguyễn Thiện Nhân thì đi gặp ông Đỗ Mười, rồi những nhân vật đi gặp ông Nông Đức Mạnh. Tức là rõ ràng là tiền trước cái Đại hội 12 thì là ở Trung Quốc cũng như Việt Nam có là cái hệ thống trưởng lão. Hệ thống trưởng lão là mấy ông hết quyền rồi nhưng mà mấy ông vẫn là thao túng cái chính trị, và những cái người mà đương quyền phải theo và ve vuốt. Thì Khôi có nghĩ rằng là ở tại Việt Nam là cái sự xuất hiện của rất là nhiều ông đó là bởi vì là hiện giờ có cái sự tranh chấp quyền lực nội bộ trong cái Đảng Cộng sản trước cái Đại hội 12 không ạ? Dạ cảm ơn chú. Dạ thưa, đúng là có cái sự tranh chấp nội bộ. Còn các ông ấy xuất hiện
thì chỉ là cái hình nền thôi, còn cái gốc ở bên trong là không có gì nữa. Ở Trung Quốc cũng vậy, ông Giang Trạch Dân xuất hiện, nhưng mà trước đó mình lại có một cái tin mà sau đó nó gỡ xuống nhanh lắm, là ông Giang Trạch Dân ông bị bắt và bị giam lỏng, nhưng mà sau đó là nó gỡ xuống, nó không cho xuất hiện nữa, rất là nhanh. Mà hôm nay 3 tháng 9 lại thấy ông ta xuất hiện ở đó, thì ông ta xuất hiện ở đó nhưng mà ông ta coi như là bao nhiêu quyền hành, bao nhiêu cái phe phái, phe cánh của ông là đã bị chặn từ hôm trước rồi, bị triệt hết rồi. Thì hôm nay xuất hiện chỉ là cái hình nền thôi, nhưng mà cho thấy rằng ở bên trong giả bộ rằng tôi vẫn làm việc với những người này. Trung Quốc cũng vậy, Việt Nam cũng vậy, nhưng mà nó là cái đấu tranh ngầm ở bên trong. Dạ, xin cảm ơn chú. Cảm ơn Khôi. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, anh em chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Viettel, Thế Giới Trong Tầm Tay. Phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.